Công thức làm cơm gà quay tiêu và bánh tát trứng của hãng Ka cực dễ tại nhà. Dịp lễ này mà làm mấy món này cho người yêu á là đảm bảo ổng bả khoái dữ à. Thay vì phải ra quán đông đúc á thì mọi người thử trổ tài làm ở nhà đi, tại nó dễ lắm, cũng 1-9-1-10 với hãng Ka luôn nha. Gà thì mình chọn đùi gốc tư rồi khứa vài đường để lát nướng cho dễ thấm sốt. Xong mình sẽ mang đi ướp với những gia vị có sẵn ở nhà như là tương xí muội, tương ớt, tương cà, tiêu, hạt nêm, đường, nước mắm, dầu ăn và bột ớt, thêm xíu hành tỏi ớt nữa rồi ướp ít nhất là 30 phút cho thật là thấm gia vị. Mình chuẩn bị một miếng giấy bạc to, rồi cho con gà vào chính giữa, thêm hai vá sốt đầy ắp rồi gói lại cho thật là gọn. Mang đi nướng bằng cái lò nướng hường phấn mà đứa con gái nào nhìn là cũng mê hết. Hồi trước Tết á, xem được trên TikTok mê quá nên là tôi cũng ham hố tậu về. Đến giờ dùng gần được một tháng rồi mà thấy cũng ok la lắm mấy bà. Nhỏ nhỏ vậy mà có vỏ nha, dung tích 11 lít phù hợp cho mấy bà có gian bếp mà không quá lớn. Nhiệt độ tối đa 230 độ nên là tôi thấy làm được nhiều loại bánh lắm á. Gà quay tiêu nướng xong mấy bà có thấy giống của hãng Ka dữ chưa? Tiếp theo là món bánh tát trứng. Món này thì cực dễ luôn. Đế bánh và phần nhân kem trứng á thì mấy bà đều có thể dễ dàng tìm được ở mấy tiệm bán nguyên liệu bánh. Lò nướng be của tôi thấy nhỏ nhỏ vậy chứ nướng được tới 12 cái bánh cute luôn nè mấy bà. Được trang bị hai thanh dẫn nhiệt bằng thép hình chữ S nên là bánh thoát được nướng nhanh, ngoài giòn trong mềm. Mà cái phần caramel cháy y chang hãng Ka luôn. Chỉ tốn một ít thời gian là đã xong hai món cực ngon cho người yêu rồi. Mà lò nướng dùng xong á mình còn dễ dàng tháo lắp được cái khay chứa cặn nên là mấy bà chỉ cần lau chùi một chút là sạch bong liền.